Dạ vâng, em Hải xin chào toàn thể các bác ạ. Trong clip ngày hôm nay, em xin được trân trọng giới thiệu tới các bác một dòng súp hơi bãi Bát 40 đã cập bến tại chi nhánh Hóc Môn Sài Gòn của Hiếu Minh Auto. Như các bác theo dõi kênh YouTube Hiếu Minh thì có thể biết là thời gian vừa qua, ngoài miền Bắc em có về được hơn 20 quả súp Vital bãi Bát 40. Thì hôm nay rất là vui mừng khi hàng đã cập bến ở tại cơ sở 2, địa chỉ Hóc Môn Hồ Chí Minh của bên em. Thì hôm nay em vào tổng cộng là 6 chiếc các bạn, 2 chiếc em để ngoài kia và đây 2 chiếc. Đấy, tổng cộng là 6 chiếc. Thì trong 6 chiếc này đã có là 3 đơn của khách hàng đã đặt cọc trước và còn 3 chiếc nữa để phục vụ các bác nào quan tâm đến dòng súp cực kỳ hay và chất lượng này của thương hiệu Vital các bạn. Thì model sản phẩm này là Studio Master, thương hiệu của Anh Quốc và nhập khẩu là Bát, là thương hiệu Vital cực kỳ nổi tiếng. Vital là bát nhập khẩu trực tiếp của Italia và được giá ráp và sản xuất tại Trung Quốc. Thì đây là một dòng súp gọi là súp hầm các bạn. Đấy, thiết kế là đánh vách ngang nhưng thiết kế thùng vách nó sẽ là gọi là súp hầm. Đánh tiếng nó sẽ sâu, lực, mềm và nó sẽ lan tỏa bốn hướng, phù hợp cho các bác là phối ghép gia đình này, hay là phù hợp với các bác nào dùng cho những phòng hát karaoke thì tiếng súp nó rất là hay. Thì đây em cũng có mở sẵn một quả các bác, trước hết là quay về phần ngoại hình này. Đấy. Thì bên trên sẽ có là một chỗ chôn cọc để các bác có thể là để loa bên trên này, đấy, cọc bên đây để loa bên trên. Sơn này là sơn sần nước. Logo là logo của Anh Quốc Studio Master. Cực kỳ đẹp. Lỗ thông hơi này, đều lỗ thông hơi ở hai bên này. Đấy. Cực kỳ chất. Hai tay xách này. Đấy, dạng súp hầm thì khi các bác phối ghép vào là sẽ đặt như thế này. Nhìn vừa đẹp, vừa chất âm cực kỳ hay. Đấy, tại sao hay? Đó chính là nằm ở cái thiết kế là phần bát, đấy, bát của thương hiệu Vital Pro. Một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng trên thế giới, sánh ngang với những thương hiệu như JBL hay là Audio Center. Bát này là nhập khẩu trực tiếp của Italia, Make in Italia. Sử dụng bát là 15FX560, 1400W trên trường kháng 8U. Cực kỳ khủng. Bát của Vital thì là bát neo nhé, bát neo bi, bát neo chất, neo cao cấp, neo bi. Coi của bát này là coi 100. Đấy, từ là từ neo bi. Đây, neo bi là như thế này các bạn. Có lẽ các bác thì rất quen thuộc với cái dòng neo, độ neo từ rất nhỏ, nhưng mà có lẽ là bảo neo bi thì rất ít bác nào gặp, cái neo bi rất là hiếm và chất. Đây. Màng vải cực kỳ dày, gân xếp lớp, gân xếp lớp 3 tầm gân vải offer lồi ạ. Này thì keo offer này sử dụng keo là keo bôi thủ công, nó rất là đều và rất là đẹp. Chất được không bác? Đấy, cắt CNC nó góc cạnh nhìn nó rất là sắc nét và rất là xuất sắc. Đây cái pích từ này, bên cái này là phần ngoài này, phần bằng nhôm ạ. Nhôm này, đây, khung xương gang, khung xương nhôm. 4 6 8 8 khung xương nhôm. Nhìn rất là đẹp. Ok, ra đây. Quay về bên trong. Bông tia màu trắng này. Đấy, dây tín hiệu các bác thấy rồi. Dây tín hiệu đều là bằng chám thiếc bạc hết. Lõi đồng, chám thiếc bạc. Dây rất là to. Thùng này thì sử dụng là công nghệ MDF 12 lớp, rất là dày, rất là chắc chắn, đánh tiếng to, tiếng nhỏ không bị rung, không có tạp âm. Thì hôm nay em về tổng cộng là 6 chiếc và đã có 3 đơn đi rồi. Còn 3 chiếc nữa để các bác nào quan tâm đến dòng súp hơi Bát 40 cực kỳ chất và cực kỳ hiếm, thương hiệu Vital
đấy, model là Studio Master Bass 40 đấy, sẽ phù hợp cho các bác là phối ghép với những không gian khoảng tầm là 40 đấy, 35 40 mét trở lại. Ok, và bây giờ thì em Hải sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm một đoạn nhạc mà trên nền tảng tiếng súp của chiếc súp Vital Bass 40 này. Xin mời các bác cùng theo dõi ạ. Tuyệt vời đúng không bác? Một chiếc súp Bass 40 mà phù hợp với gia đình. Đây là dạng súp hầm, các bác có thể thấy là đánh tiếng nó rất là sâu và nó lan tỏa xung quanh phòng không gian của nhà chúng ta, nghe tăng lên tiếng bát, gia vị của bộ dàn. Ok, bác nào quan tâm đến chiếc súp Vital Bass 40 hàng bãi chất lượng cao này có thể liên hệ ngay với em Hải với số điện thoại online trong Sài Gòn là 0982 352 313, miền Bắc số hotline là 0919182233. Ok, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Alo. Xin chào ạ.